con hay học pháp với sư và một số sư như sư Giới Đức, sư Pháp Tông, sư Giác Nguyên. Con thấy sư là một vị thầy truyền dạy các giáo lý, tư tưởng cùng tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, bản chất của sự vật và sự việc, các phương pháp thực hành tu tập dựa trên những lời dạy ban đầu của Đức Thế Tôn. Nên sư cho con hỏi sư, như Hòa Thượng Giới Đức, Hòa Thượng Pháp Tông, những vị này có đi theo con đường như lời dạy ban đầu của Đức Thế Tôn hay không? Con rất quan tâm với việc hành trì theo đúng chánh pháp, nhưng tri thức chưa đủ để nhận định được. Con chỉ mong những tri thức mà mình tiếp thu là chánh pháp của Như Lai, đừng để nhầm lẫn, lầm đường lạc lối nữa, bởi vì bây giờ tràn lan những tư tưởng, những giáo lý mà nó khác xa, thậm chí đi ngược với lời dạy ban đầu của Đức Thế Tôn. Bên cạnh đó, nhờ biết được những tri thức nào đúng đắn, con có thể chia sẻ cho mọi người cùng học tập, chứ con không có ý phán xét hay chỉ trích nhận định về một vị sư này. Cái này đó thì quý vị phải nói cụ thể là quý vị đang thắc mắc về cái vấn đề gì của những vị này. Bởi vì đó, muốn biết rõ một người nào đó thì mình cần phải kề cận với vị đó. Sư không sống kề cận với Pháp Tông. Rồi sư cũng không sống kề cận với Ngài Giới Đức. Mà bây giờ quý vị kêu sư đánh giá thì sư đánh giá như thế nào đây? Nó có mang cái tính chất là hiến diện hay không? Bởi vì mình không hiểu rõ về một con người. Hơn nữa, ví dụ như là Hòa Thượng Giới Đức thì sư không có tiếp xúc với Ngài. Đương nhiên sư biết Ngài là ai, nhưng mà sư không tiếp xúc với Ngài. Sư chưa từng nói chuyện với Ngài, mà chẳng qua sư chỉ biết Ngài qua cái những tác phẩm mà Ngài xuất bản. Ví dụ như Một Cuộc Đời, Một Phần Nhật Nguyệt. Một Phần Nhật Nguyệt đấy. Thì đối với sư, đây là một tác phẩm văn học. Nó mang cái sự phóng tác một số điểm mà kinh tạng không có nhắc đến. Mà hễ mà mình đã gọi là tác phẩm văn học và có phóng tác ấy, thì cũng có một vài điểm mình có thể du di, tại vì đây không phải là kinh. Và mình cũng không thể dùng nó như là một cái nguồn tu học nếu như mình không có đối chiếu với cái bản gốc của kinh tạng. Đấy. Rồi Ngài thì giỏi thư pháp. Sư có dịp thấy một vài cái tác phẩm của Ngài treo ở chỗ này chỗ kia. Thì đối với sư thì đây cũng, đương nhiên nếu mà mình nói luật á, thì thôi. Chứ còn nếu không á, thì đối với sư thì cũng không có cái gì để mà phàn nàn. Bởi vì cái chuyện tu thì nó cũng có nhiều mặt phàm mà. Mình không thể nào là một vị hoàn hảo mà mình đòi phải như là lý tưởng mình mong muốn được đấy. Còn như Ngài Hòa Thượng Pháp Tông thì sư cũng có nghe một vài bài pháp của Ngài. Tuy nhiên thì các Ngài Hòa Thượng thì sư đều đảnh lễ, kính lễ ha. Thì có nhiều vấn đề sư đồng ý, có nhiều vấn đề sư đồng ý, và sư học hỏi rất là nhiều từ Ngài. Tuy nhiên thì cũng có một số vấn đề thì sư không có đồng ý. Mà trong số những vấn đề sư không đồng ý đó, có những vấn đề nó nhỏ thôi, nó đơn giản thôi. Bởi vì nó do cái sự khác biệt về quan điểm, khác biệt về cách nhìn. Nhưng mà có một vài vấn đề á, thì phải chư tăng phải ngồi lại với nhau để mà làm rõ. Bởi vì cái sự khác biệt đó là nó đủ nghiêm trọng để chư tăng phải ngồi làm việc với nhau. Nhưng mà quý vị muốn hỏi cái cụ thể cái vấn đề gì đó thì quý vị phải đưa ra.
Tại vì có những vấn đề nó thuộc về nội bộ, nhưng mà có những vấn đề nó thuộc về cái chung là quý vị phải đưa ra. À, sư chỉ lấy ví dụ thôi nhé, sư lấy ví dụ. À, ngài Pháp Tông thì ngài ngài cho rằng cái thời gian mà 3 tháng ở cõi người á, thì tương ứng với cõi trời nó nhanh lắm, nó chỉ có chớp mắt cái là xong, thì làm sao đủ để Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì sư không đồng ý với vấn đề này, bởi vì cái trải nghiệm thời gian ở các nơi là như nhau, tức là cái khoảng thời gian mà 3 tháng ở đây nó cũng tương đương cái khoảng thời gian 3 tháng ở trển. Nhưng mà do chúng sanh ở cõi trời đó, họ sống quá lâu đi, cho nên mà họ dùng cái đơn vị thời gian của loài người á thì nó rất là mệt mỏi. Giống như bây giờ mình không thể dùng cái đơn vị là mili giây để mà mình tính được. Ví dụ như trong một năm thì mình tính là một năm như vậy có bao nhiêu cái mili giây. Rồi thì cái con số đó nó là con số rất là lớn mà mình tính nó cũng rất là mệt mỏi. Thành ra chư thiên á, họ dùng cái đơn vị số đếm nó lớn hơn. Đơn vị thời gian nó lớn hơn. Nhưng mà cái sự trải nghiệm nó là như nhau. Thì sư chỉ ví dụ một điểm mà sư không đồng ý với ngài. Đấy. Cho nên là mình không thể quơ đũa cả nắm được nha, mình không thể quơ đũa cả nắm. Ngay cả ngài Giác Nguyên, sư thì sư được lợi rất là nhiều, sư học đạo rất là nhiều từ ngài Giác Nguyên, sư kính lễ đương nhiên. Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng có một vài điều, một vài vấn đề mà sư cũng không đồng ý. Đấy. Nhưng mà nó chỉ liên quan về cái quan điểm, về cái nhìn thôi. Rồi có một vài điều, ngay cả ngài như ngài Chánh Minh, ngài rất là giỏi và sư cũng đảnh lễ ngài, sư học rất là nhiều từ ngài. Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng có một vài vấn đề sư cũng đọc tiếp với ngài. Ngược lại thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều vị không đồng ý với sư, quan điểm của sư, cái nhìn của sư và cách giải thích trong kinh tạng của sư. Theo cái cách hiểu của các vị đó. Cho nên ấy, chúng ta dựa vào đâu để chúng ta có cái sự căn cứ? Thứ nhất là chúng ta phải dựa vào trong chánh kinh nha, phải dựa vào chánh kinh và chú giải. Còn còn lại đó thì mình có thể nghe nghe nhưng mà mình phải tỉnh táo để phân tích. Sư nói hoài, nghe cả bản thân sư, nghe cả bản thân sư, sư cũng nhắc cái gì đó, đừng có vội tin những gì sư nói, bởi vì mình phải giữ tin thì có thể tin, mình tin tưởng một vị sư nào đó thì cũng có thể, nhưng mà mình phải giữ lại một chút xíu lý trí nha, phải giữ một chút xíu lý trí để mình còn có khả năng phản biện, có khả năng suy xét. Chứ còn tin mà nó đến cái mức độ gọi là cái mình gọi là niềm tin mù quáng á, là thua. Tin mà như cái kiểu gọi là phan cuồng á, là thua. Đấy, sẽ đưa ra một vài cái ví dụ để quý vị hiểu ha. Còn mà quý vị muốn hỏi cụ thể đó thì quý vị phải đưa ra những trường hợp cụ thể. Ví dụ như cách đây không lâu thì có một vị đưa cho sư cái sự hướng dẫn của một vị sư ở Miến Điện hành thiền ở cái trường thiền quốc tế nha. Và về đây vị đó hướng dẫn, thì vị đó một cư sĩ đưa cho sư hỏi sư coi là vị này hướng dẫn như vậy có đúng hay không. Thì sư chỉ nói đơn giản là có một vài vấn đề sư không đồng ý với vị này, và cách thực hành của vị này á, chú không áp dụng được. Sư chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ nói chung chung á thì nó kẹt lắm nha, tại vì pháp nó bao la, pháp học lẫn pháp hành. Mình không nên qua đủ cả nắm.